Em chào đón các bác đến với lại clip giới thiệu lô hàng loa mới về của ngày hôm nay. Cũng Tết sắp đến nơi rồi. Các bác nào có nhu cầu mua sắm chơi âm thanh thì các bác cũng giúp anh em audio các em sắm sớm. Bởi vì là có rất nhiều bác cứ để sát đến tận 10 mùng ngoài mùng 10 âm với 15 20 ra. Lúc đó hầu như là các đơn hàng nó chồng quá nhiều. Ngoài đơn hàng chồng quá nhiều thì nhà xe họ chở hàng nhiều quá họ cũng không nhận. Nó vừa đưa hàng đi hàng lại, đây là đồ chơi, nên là đưa hàng đi hàng lại nó dính nước nôi rồi là đổ lá rong lá bánh, to tóm lại là nhiều cái lắm các bạn ạ. Gạo nước nó không được an toàn cho hàng cho lắm. Nên các bác nào có nhu cầu thì sắm trước giúp bọn em, để cho đỡ lúc đấy khó vận chuyển lắm. Vận chuyển nó vất vả lắm. Hôm nay em sẽ quay chào đón các bác đến với lại xem là đôi 4, 6, 7 mặt hàng loa. Trong này có 7 mặt hàng loa thì trước hết thì em sẽ giới thiệu từng giá từng đôi loa. Giới thiệu xong và cho các bác nhìn hình thức trước mắt đã. Sau đó sẽ báo giới thiệu chi tiết về kích thước cũng như là model của em nó sau. Bắt đầu từ đôi loa đầu tiên. Đôi loa đầu tiên với mức giá đôi loa này hôm nay em để cho các bác với mức giá 5,9 triệu. Đó là đôi loa LX1, dòng loa LX1 PS26464 bát 30, chung giấy tép giấy, 5,9 triệu thì không còn phải chần chừ gì nữa nhé. Dòng đôi loa này, đôi loa Canada, loa cổ. Chưa, chút nữa em sẽ giới thiệu Canada hay không ở phía sau. Chứ cứ quen mồm nói lúc ấy nó sai model nó không hay. Canada, đôi loa đầu tiên bát 30 có mức giá là 5,9 triệu. Sang đến đôi loa thứ hai, đó là một trong những thương hiệu loa cũng như âm ly Đờ Nông rất là nổi tiếng. Con này được thiết kế với hai bát 25, hai bát thật luôn, hai bát thật ạ. Thùng vách rất là nặng. Con này nó, đôi loa này nó khá là nặng. So với những đôi khác thì nó phải nặng gấp đôi gấp ba cơ loa. Con này hai bát 25 thật, một chung giấy, hai tép. Con này có mức giá là 10,9 triệu, 10,9 triệu. Ê căng nó được đặt dưới 10,9 triệu. Những đôi loa như thế này bao các bác là loa ok zin đét. Còn về thùng vách các bác nào muốn nó đẹp sáng hơn, bình thường như này nó cũng đẹp sáng rồi, muốn đẹp sáng hơn thì các bác gặp các bác thợ mộc mất khoảng độ đôi 300 các bác invest ni lại cho các bác, hoặc là nói tóm lại gọi người ta gọi là tút tát thì nó lung linh cho các bác ngay. Với loa bãi thì các bác cần nhất là loa zin ok đã. Còn thùng vách muốn đẹp như mới thì cứ gặp các thợ mộc. Đôi loa này có mức giá là 10,9 triệu ạ. Sang đến đôi loa tiếp theo. Đôi loa tiếp theo này đó là đôi loa gì đây? Để em Selection. Đôi loa Selection thì nói đến dòng Selection thì các bác đã biết rồi, quá nổi tiếng rồi. Dòng loa Selection đến từ con này chắc Selection của Anh Quốc rồi. Selection made in England. UL8. Selection UL8. Đây là con Selection UL8. Có mức giá là 7,9 triệu, 7,9 triệu. Selection UL8 lại về cho các bác. Sang đến tiếp theo, còn là dòng loa Anh này thì các bác cứ Yamaha hoặc rút theo tẩn cho em. Tiếp theo nữa là đến đôi loa Sera thì đọc méo hết cả mồm. Con này thì E căng liền. Con này E căng liền ạ. Bát 25. Có mức giá là 3,9 triệu, 3,9 triệu. Giới thiệu nhanh đã. Đôi loa tiếp theo nữa. Đến với đôi loa tiếp theo để em nhìn xem E-căng nó có tên không. Đôi này là đôi Vega. Đôi này là đôi Vega, Vera hay Vera để. Con này Vega với bát 25, màng giấy, gân cao su, một tép còi, hai lỗ thông hơi. Con này có mức giá là 4,8 triệu. Phải nói là những con rất là đặc biệt rồi. 4,8 triệu. Sang đến tiếp theo nữa đó là đôi loa Goldman. Goldman XP45. Đây. Dòng loa Goldman XP45. Chút nữa sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Goldman XP45 vỏ gỗ. Có mức giá 5,9 triệu. Và đến với lại con trâu sắt cuối cùng, đó là con trâu sắt Onkyo.
Đôi loa Onkyo này được thiết kế với lại một bát 30. Tóm lại là con loa này thì là khung sườn rồi là củ loa, tất cả khung gang loa đều được đúc bằng gang hết. Kể cả con họng còi, chung còi này, chung kèn này bằng gang 30 hết. Đẹp. Con này có mức giá là 16 triệu 900. 16 triệu 900. Màng giấy gân cao su, màng giấy gân cao su. Thì em sẽ đi qua lướt một vòng phía sau, sau đó sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây phía sau của những đôi loa. Đây phía sau. Em đi thật chậm để cho các bác nhìn này. Đấy. Các bác nhìn. Thật chậm nhé. Cho các bác nhìn lần lượt những đôi loa. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Bắt đầu vào với lại đôi loa LX1. Đây là đôi loa LX1 PS2646. Dòng này trong thời gian vừa qua em về được khá là nhiều. Khá là nhiều rồi. Hôm nay lại về được đôi nữa. Đôi này có mức giá là 5 triệu 9. Con này được thiết kế với màng giấy này. Bát 30 gân mút. Báo cáo các bác là dòng này loa cổ, nghe nhạc Bolero trữ tình cổ điển, bao các bác là bao hay, bao nghe phê luôn. Bao hay, bao chất luôn. Đấy. Về dòng LX1 này. Về phía sau. Phía sau của nó. Phía sau của con LX1 này. Con này có công suất là 65W trở kháng 8 ohm. 65W trở kháng 8 ohm. Đấy. 65W. Đây là dòng loa đến từ Canada. Loa Canada, mức giá 5 triệu 9. Mức giá của nó là 5 triệu 9. 5 triệu 9. Đấy, 5 triệu 9. Về kích thước của loa thì chiều ngang này. 1, 2. Chiều ngang của em nó là 38cm. Chiều ngang 38. Chiều sâu cả e căng. Cả e căng là 30. Chiều sâu cả e căng là 30. Và chiều cao 1, 2, 3. Chiều cao nó khoảng độ 60 đến 62cm ạ. Đấy. Ê căng còn rất là đẹp. Ê căng màu đen đẹp lắm ạ. Để em lấy ê căng này cho các bác. Ê căng màu đen đẹp lắm ạ. Đấy. Ê căng màu đen rất là đẹp. Đấy là đối với lại đôi loa LX1 Bát 30 trung giới thường dân. Sang đến với lại đôi loa thứ hai. Đó là đôi loa đôi loa đờn ông. Đó là đờn ông. Sao? Đôi loa cái sơn, cái thùng nào nó không còn sơn thì hạn lấy, còn nó còn sơn vẫn còn để vá, thợ đang vá đấy, chưa đổ đi được đâu. Alo. Rồi. Các bác thông cảm chút, lại có việc riêng chút. Đến với lại đôi loa đờn ông. Đến với đôi loa đờ nông thì đôi loa đờ nông này được thiết kế với lại hai bát 25 thật, bát thật luôn, hai bát 25 thật, màng giấy. Con này thì lại cái đặc thù của nó là cái họng này này, họng độ sâu của con loa này rất là sâu, sâu. Con này màng giấy, gân cao su, chung giấy và tép của nó thì các bác đã nhìn những con tép này nó được à. Em nhìn thấy dòng tép này được đặt ở nhiều nhất ở những đôi loa cổ. Cổ có những con nó xếp cả một dãy hàng này. Nhưng mà không nhớ là đôi loa gì đâu. Nhưng mà con tép này thì nó ghi là trở kháng 16 ohm. Các bác tham khảo thêm giúp em. Bởi vì là có những đôi loa thì em tham khảo để em nói, em giới thiệu. Thì các bác lại bị luận là chém à. Ôi mày nói nhiều quá, nói ít thôi. Nhưng nếu không nói thì bảo mẹ mày nói giới thiệu có qua. Đúng là làm dâu trăm họ. Làm dâu một họ là khốn, rất là khốn khổ. Trăm họ nên khổ thế đấy. Nên các bác nào cần chi tiết hơn thì tham khảo thêm. Đây là đôi loa đờn ông được thiết kế với hai bát 25 này. Em quay về phía sau cho các bác này. Đây, còn nó có màu đen luôn nhá. Đây là đôi loa đờn ông SC107. Các bác chú ý hộ em, cần chi tiết về con này thì các bác nhập màu đen này vào đây. Đờn ông SC107 có trở kháng là 8 ohm. Con này công suất 80W một loa, một đôi này là 160W.
Độn rất là nhẹ, ok chưa? Hàng made in Japan. Made in Japan. Con này thùng vách loa thì rất là nặng. Đặc biệt là phía sau của con này nó có một nút tinh chỉnh. Tinh chỉnh về độ nhạy. Đây, sang bên này nó ghi là âm 2 dB, là hết cỡ dương 2 dB. Đấy. Còn về độ chiều sâu của thùng, chiều sâu của thùng thì khoảng 30 đến 32 cm chiều sâu. Chiều sâu của thùng. Và còn chiều cao này, 1 2 3. Chiều cao của thùng 76 đến 78 cm. Và chiều ngang này, 1 2. Chiều ngang của thùng khoảng 40 cm. 40. Đấy, là đối với đôi đàn ông. Sang với lại đôi loa Selection UL8 mới về một đôi này nữa. Thì báo cáo quý vị là đôi này là dòng loa của Anh rồi. Nó thương hiệu rất là nổi tiếng. Mức giá 7,9 triệu. Em vào quay về phía sau cho bác này. Đôi loa Selection UL8 này trở kháng của nó là từ 4 đến 8 ohm. 4 đến 8 ohm. Con này hàng made in England. Made in England. Bác nào cần ghép âm ly Anh xịn em ghép cho, hoặc Yamaha có hết 7,9 triệu. Có âm ly ghép cho nó luôn, được chưa? Và công suất con này đánh rất là nhẹ, 25W. 25W, con này đánh quá là nhẹ nhàng luôn. Âm ly nhỏ nhẹ vẫn đánh được, ok chưa? Về cái kích thước chiều ngang, chiều ngang của em nó khoảng độ 26 đến 28 cm. Chiều sâu cả căng khoảng độ hơn 20 21 cm. Và chiều cao xem nào. 1 2 3. Chiều cao của nó 58 cm. Tại sao em lại nói khoảng? Bởi vì găng tay nó không thể rõ chắc được, nhưng nó chỉ lệch 1 đến 2 phân thôi, nên là chỉ được phép nói khoảng chứ không thể nói chắc chắn. Đấy. Đấy là với đôi loa, còn bác là cần chi tiết để đặt những đôi loa này vào gầm tủ, gầm kệ mà cần chỉ số chính xác thì liên hệ em sẽ đo lại giúp các bác. Xong đây, mời các bác sang đến đôi loa thứ hai. Đôi này nó là đôi loa Sera gì đây, dòng loa Electronic. Con này thiết kế với bát 25 nhé, đây là bát 25, cái căng liền em không muốn cậy. Đây là Electronic. Con này có mức giá là 3,9 triệu. 3,9 triệu. Còn đây, về thiết kế của nó đằng phía sau thì nó có cả một hàng này. Bác đọc hộ em ấy. Con này là con Sera Electronic SP2700. Công suất đôi loa này, có công suất tổng công suất đôi loa này là 80W. Trở kháng 8 ohm. Đấy. Đây là khai cầu. Thùng vách còn rất là đẹp. Với mức giá 3,9 triệu. Bèo như kiểu loa bookshelf rồi. Loa này loa to chứ không phải loa bookshelf, loa thùng to rồi. Chiều ngang của em nó là có kích thước chiều ngang là 30. Chiều sâu 25. Và chiều cao 1 2 nó khoảng độ 56 đến 58 cm chiều cao. Chiều cao. Đấy là đối với loa Sera. Sang đến đôi tiếp theo nữa. Đây là những đôi loa. Đây là đôi loa xem nào. Đây là đôi Vega, Vega. Thì về hình thức trước mắt thì các bác đã nhìn thấy rồi. Nó thiết kế với lại hai lỗ thông hơi, vỏ màu vân gỗ. Con này màng giấy, gân cao su. Trên này là có tép còi. Tép còi. Về phía sau. Về phía sau đây. Về phía sau là đôi loa Vega. Vega Rira. Đọc méo hết cả mồm. Cứ đọc tiếng Anh thì không biết lắm, cứ đọc bừa thôi. Các bác nào thấy đọc sai bác đọc lại hộ em. Con này có model là model Vega Rira VL10. Và báo cáo các bác là con này thì cũng không báo công suất, cũng không báo trở kháng. Có nhiều bác cứ yêu cầu báo, nó không báo thì em không biết điều nào báo được. Đây này nó có tên này, Vega Rira này, tên model này VL10, các bác nhập vào Google tham khảo thêm, ok. Và con này nó có mức giá là 4,8 triệu. 4,8 triệu. 4,8 triệu mà lại bát 25 tép còi thì không có gì nữa. Và đặc biệt là em nó lại còn hai cái lỗ thông hơi vật vã này. Dòng loa có lỗ thông hơi thì chất bát nó rất là mạnh rồi. Đấy. Về cái kích thước chiều ngang này, 30. Chiều cao này, 1 2 3. Nó chiều cao khoảng 66
66/8 là chiều sâu 25 đấy căng, chiều sâu thùng 25 cái căng. Đấy là đôi loa Vega. Sang đến đôi loa Goldman. Đôi loa Goldman thì được thiết kế từ trên xuống là một viền trắng, viền nhôm trắng bọc xung quanh viền loa. Trên cùng là có tép đom này. Tất cả đây là viền không bạc. Con này là màng giấy gân vải tẩm dầu, gân vải tẩm dầu. Con dưới này là màng giấy gân mút. Đấy. Đây là con loa Goldman XB45, công suất 160W một đôi, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Con này có trở kháng thấp đến 4 ohm thì chất bát cũng khá là hay rồi đấy, khá là sâu. Về phía sau thì nó chỉ dập một logo, đó là Made in England. Đôi này là đôi loa hàng Made in England. Loa này loa của anh, con Goldman này loa của anh. Về phía sau chỉ dập. Và em nó có hai cầu để cắm loa. Có nghĩa là cắm bằng bắp chuối được, và đây là theo tiêu chuẩn cái cầu loa của hãng sản xuất riêng ấy. Nó hai đường cắm riêng. Còn đường cắm tên nó là gì thì em cũng bó tay, chưa tìm hiểu. Đấy là đôi loa Goldman XP45, dòng loa đến từ nước Anh. Con này kích thước chiều ngang 30. Cao thế nào? 1, 2, 3. Con này cao khoảng 66-68cm. Và chiều sâu cả e căng 30. Không, chiều sâu cả e căng khoảng 26cm. Và với mức giá 5.9 triệu một đôi loa Anh như thế này thì các bác còn đợi chần chừ gì nữa. 5.9 triệu đôi loa Made in England đấy. Còn sang đến cuối cùng đây, đó là con loa khủng. Phải nói là dòng loa châu sắt khủng. Con loa khủng, đó là con loa Onkyo. Loa Onkyo. Con loa Onkyo này thì phải nói nó gọi là con châu sắt. Tại sao bảo châu sắt? Nó quá to, quá nặng, quá khủng luôn. Quá khủng, quá tải. Nó là con loa Onkyo E603A. Bác nào cần chi tiết hơn cứ nhập vào Google giúp em. Con này là con Onkyo E603A. Con này thì nội thất thì phải nói là đẹp tuyệt vời rồi. Mở ra thì nhìn toát mồ hôi với cái khung sườn của loa. Đấy. Được chưa? Con này 603A. Em ơi, cầm cho anh cái súng. Bắn lên ra. Em chưa biết cái vít này nó có tác dụng gì, nó đậy nắp gì trong này này. Con E603A. Công suất 60W, trở kháng 8 ohm. Con này có hai tinh chỉnh cho giải bát và giải chung và giải tép. Chung và tép. Đây là con này thì có thể nhé, lắp được hai đường tín hiệu, đó là một đường càng cua và một đường quý vị có thể gài dây vào đây luôn để vặn vào. Đấy, con súng được vặn hai vít này ra cho anh ấy xem nó là cái gì. Đấy. Còn về phía trước thì nó được thiết kế với lại một bát 30. Tất cả kể cả bát loa đến con chung, con tép đều được đúc bằng khung gang, tường gang hết, gang tất. Chính vì vậy con loa này rất là nặng nhé, nặng thế thôi. Còn đây, đây em vừa mở cái nắp này ra cho các bác. Cái nắp này thì nó hiện là cổng vào để đấu thông các cầu loa, nó thông các cầu loa. Đấy, nên em muốn mở ra để cho quý vị nhìn xem nó là cái gì. Đấy, được chưa? Nó đấu thông các cầu loa. Thôi rồi, để vặn vào. Và đôi loa này có mức giá là 16.900.000. 16.900.000. Vỏ màu vàng rất là đẹp. Con này có kích thước chiều ngang như nào. 1, 2, chiều ngang 40. Chiều ngang là 40. Chiều sâu cả e căng như nào. Chiều sâu cả e căng nó phải khoảng độ 32. Chiều sâu cả e căng 32. Và chiều cao như nào. 1, 2, 3. Chiều cao 65cm. Chiều cao của em đó là 65cm ạ. 65cm. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị một số model, một số mã loa và model chi tiết của em nó có rồi. Các bạn cần chi tiết hơn thì cứ nhập vào Google tìm hiểu thêm giúp em. Cảm ơn quý vị.